your love I know that gives me strength. Change your hand in mine in the passenger seat, convincing you that it'll stay the same, but it won't stay the same. 'Cause I don't feel it. I was hoping you could help me get where you are, fix where I'm not, but it's not like that. I don't wanna fight the feeling. Should this be easy? Do I even love you? I think I love you, but I should love you better by now. I should love you better by now. I should have figured it all out. I don't need you as much as I need to, and I don't miss you enough when you're not around. If I love you better by now, I don't think I'll ever know how. They say when you tell you I love you, I say it under my breath, like there's a secret that I'm keeping from myself. Do I even love you? I think I love you, but I should love you better by now. I should love you better by now. I should have figured it all out. I don't need you as much as I need to, and I don't miss you. Con đại diện nhận thai lên trước tiên là đầu tiên là xin phép hai bác cho tụi con nhập gia để làm cái lễ hội. Rõ con lại con rõ con.
nội, mà bên nội của tôi là nội của tôi. Đây là ngoại, ngoại của tôi và ba mẹ. Bên kia là gì? Chính ông của ông dâu, kia là ông luôn á. Ông biết chậu của ông dâu. Cảm giác theo tôi là hiện tại cũng thì đại diện cho chàng trai tới đây chúc tất cả cũng như là ra mắt gia đình cái lễ hội, thì cái lễ hội như hôm nay lại cũng gây tình chàng trai còn cái là tám ngọc giải năm thứ nhất là đồng cao, năm thứ hai là năm thứ ba là mặt bánh, thứ tư là bánh phở. Ê, năm thứ năm là cục gà rồi, năm thứ sáu là trái cây. Thì cái này là trái cây này thì song song với cái mấy món quà này thì cuối cùng là ngắm mắt là cái hương vàng thì một bài của nhà gái, nhà trai, nhà trai, nhà gái. Được bông là một chiếc vòng là song song đó là một được bông với cặp nhẫn tròn. Trên phần vàng 24 ngàn tổng cộng cây hai, kèm theo đó là một đôi bông cặp nhẫn tròn. Vậy đây là 50 triệu là gia đình đặt đây rồi thật kinh nghiệm hiện tại. Toàn thể các bạn trai thì hôm nay tôi xin giới thiệu tôi là bà ngoại của cháu Hương, là bà Phạm Thị Nga. Thì hôm nay đàn gái tôi rất vui mừng bạn trai thì tôi xin cảm ơn. Thì trong quá trình hai cháu cái sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay là trai đã có để gần vừa làm đám hỏi vừa làm tài cũng không có bảy, thì gia đình nhà gái tôi xin ghi nhận. Trước tiên thì cho bà ngoại là gọi hai cháu Tư và Thanh gần đã tiến tới đến hôn nhân rồi, thì bà gọi hai cháu ra là đứng trước với lại hai bên gia đình của họ để các cháu có một cái lời hứa thương yêu nhau như thế nào để cho hai họ chúng tôi cũng được yên tâm. Thì cho xin mời cháu Hương với lại cháu Thành ra đây đứng với lại đông cái mà để hứa sau rồi thì chúng tôi mới dám nhận được cái lễ vật của bên được nhà trai. Cũng xin phép mát rồi cháu Hương cháu Thành ra đây chào ông bà đến sau đây xin làm phép và cho mẹ được theo học theo vực. Từ từ đã được cái đến cái vật cũng phải cái như vậy đã được là xong rồi, nhận lễ rồi thì phải đưa cho cháu dâng hương lên thắp nhang để tin xong để bắt đầu mới quay đến để nhận được cái lễ vật của bên nhà trai cho cháu. Từ từ và bên nhà cho con chào bác trai luôn.
không ạ? Có nói gì không? Đi ra. Nói gì không? Mẹ dặn giờ vậy không mẹ? Đi ra đi ra. Chưa mẹ. Chưa đến lượt mẹ bạn nói. Cứ đi ra từng bước một. Từng bước một. Đấy, bây giờ hai đứa con ra chào ba mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, hai bên bốn họ. Hai đứa con chào đi. Cúi đầu chào. Thì lại nơi ngồi. Rồi, hai đầu đứng nói gì trong nhau. Bây giờ hai đứa con có những cái lời gì mà hứa với hai ba mẹ rồi hai bên họ hàng thì như thế nào? Các con đã chấp nhận yêu thương nhau rồi thì dù khó khăn gian khổ như thế nào thì các con cũng tâm đầu ý hợp để bắt tay nhau đi hết cuộc đời cuối cùng với cuộc sống đấy. Toàn nguyện các con cầu ước thế nào thì các con nói với hai bên ba mẹ rồi cô dì chú bác nè. Dạ, trước hết con xin cảm ơn ông bà cô dì chú bác đã đến đây chung quân gia đình chúng con. Con xin cảm ơn con cảm ơn ba mẹ và ba mẹ vợ của con. Hai ba mẹ đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện cho con tìm hiểu con đến ngày hôm nay. Cười lên. Con xin hứa với ba mẹ, hai bên ba mẹ là con sẽ sung sống hạnh phúc và tạo nên sung sống hạnh phúc và yêu thương con. Con xin hết, con xin cảm ơn. Con thương thế nào? Chào sao? Con xin cảm ơn ông bà quán đã đến dự buổi lễ đính hôn của con hôm nay. Con xin cảm ơn ông bà ngoại, bà nội, ba mẹ hai bên đã tạo điều kiện cho con có được cái buổi lễ đính hôn được trọn vẹn. Con xin hứa là sẽ yêu thương chồng và gia đình chồng, sẽ trở thành một người đồng hành chồng quen hiền và biết lo cho gia đình, giống như ông bà và ba mẹ đã dạy dỗ con. Cảm ơn. Bây giờ báo cáo với đại bên thằng nhà trai. Bây giờ chúng con nó đã nhất tâm một lòng một dạ đưa nhau đến đến bờ hạnh phúc rồi. Thì tôi xin thay mặt đằng nhà gái ghi nhận toàn bộ vật lễ của gia đình bên đằng nhà trai. Thì bây giờ là con cho xin cái cơi trầu để cho hai con dâng lên thắp nhang báo cáo ra tin. Cho bà cái đĩa đâu rồi? Con cho con cháu những cái gì thì mời anh Xui, chị Xui trao tặng cho cháu để cho con làm thủ tục thắp nhang ra tin xong cái đã. Cho con cái đĩa đây. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi chú rể thơm má bà cái đường chú rể của ông nhận mai luôn nha. Chú rể thơm má bà cái lúc nào. Rồi nhận mai. Rồi, xong dạ. Rồi á, là bây giờ là trao hoa xong rồi là các con dâng hương lên cho tổ tiên ông bà, rồi bắt đầu hai đứa con trao nhận ly hôn, xong rồi ba mẹ cứ trao phù hồi hôn cho con cái đó. Có hoa xuống các con lấy đầu cao thật để có cái gì các con một thứ một chút đưa lên bàn thờ của ba ông bà với bàn thờ của bác thắp nhang. Để chú rể cầm cầm đĩa đi cho cô dâu lấy cau đầu để dâng lên, bởi vì bên thằng cái lá này mời sao có cái đó là đặt không nhận định bài đó để cho bàn thờ của bác.
Bây giờ là thủ tục của bên Latin là xong rồi. Thì bây giờ là hai cháu trao nhận tín hôn cho nhau. Rồi, cô giáo giúp đỡ nhìn em cái nha. Dạ, nhìn. Rồi, nhìn máy là 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Cứ để tôi lên xuống đây. Đây, đây, đây. Rồi. Rồi, con đặt xuống, con đặt xuống, con lấy cái nhẫn tí hôn, con trao cho vợ. Rồi, xin hai họ tay cho chàng không tay. Rồi, Hương đặt con bông hoa xuống, đặt bông hoa xuống. Tay đây nè, tay tay đó, tay đó, tay đó. Rồi, nhìn, nhìn, nhìn lên mắt vợ luôn nha, chú Lễ ơi. Đừng có nhìn có nhờ. Lên xong con mái chồng cái luôn nha. Không vừa đâu. Đúng rồi, đốt hẳn đó. Đừng có đốt, đừng có lấy ra nữa nha. Đốt là đốt hẳn vào luôn đó. Đừng có chung nha. Thôi lại nhắc. Cái phải lỡ rồi. Cái phải luôn rồi. Thôi thôi, đã lỡ rồi, không đôi rồi. Thôi được rồi, cái kệ vậy đi. Đừng có đưa ra đây, để tôi sơ lát lên đây cho con. Rồi. Không mái chồng đó lúc nào, không mái chồng kìa. Rồi, không mái. Hai họ tên cho chồng có tay. Nãy giờ rồi nó dặn cho được vẽ cho bông tươi lên con. Bây giờ máy em từ từ là 1, 2, 3 rồi và đúng rồi đây cái để chân thành nó bằng nhá. Anh nào thấy để em cứ đưa đi cho là đi xây nha. Em đi cho đi hút thuốc. Anh xây nha. Rồi vô anh nhìn em từ từ với nhau. Dạ. Dạ. Em được không? Không có gì bình tĩnh. Không phải là cái thằng chung quanh. Cái gì nhẹ thôi.
Giờ mình vô cái dây chuyền trước này, đi cái lắc sau. Bây giờ là
ấy, xong rồi thì hai bố mẹ ở bên cô dâu có điều chi mà nói chuyện với lại hai họ đi. Có cái gì mà nói chuyện rồi thì bằng bạc sao thì có gì khi tôi ra rồi tôi đi hai bên ta gặp nhau ở lại gặp nhau bên đây rồi có ba mẹ rồi đó tin hết giờ con đi không con gọi bà Út nghe làm lá bà Út nghe chào bà Út và chào bà Tư. Rồi đây bà Tư của bà lì xì cho hai đứa nha. Đây 24/10 cưới hả? Dạ. 24/10 năm 2025, 2026 đi ăn được hạn rồi đó. Thì đang mà mong quá chị bà bà vậy. Bây giờ là tao chấp nhận là lễ hôm nay cháu thì ta tốt rượu để mời hai ông đi mời hai ông đi rượu không mà mời ông bà ngoại nè ông bà nội cho hai bên gia đình đấy để thành tác rượu mời ông bà đi tác rượu mời ông bà ngoại nè mời ba mẹ hai bên để có uống đi à chưa vô đi đây thì con đã đây con bắt phải là ta đi cháu thì con đó là con đó rủ mời ông bà nội và mặt ơn mời mày lấy hương ra mời bên này lấy hương thì rồi bà cảm ơn nha bà chúc các cháu là sống được 5 năm hạnh phúc nha mời ba mẹ vợ cũng kìa mời ta mời mời bên nhà mình ông bà ngoại tí nữa hương là mình ăn ngon không cứ mời mời lên cùng kia mấy đôi trăm đấy hả đưa về ba mẹ đây con đưa một ly cho con này đừng đưa hai tay hai ly rồi con mời ba mẹ vợ con tương lai đi đó mời ba vợ rồi từ đó đó rồi sư vợ phải thông cảm hết đi Hương, bên này. Đây 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 mời các bác đi theo đi các bác thầy người xong rồi mới cầm cái ly đó cầm ly thôi mời đây các bác đây đi đi không với Hương cầm đi chào anh của bà ngoại dạ đây là mục tiêu à đây là chỗ tập bè nướng nào anh nội anh nội em không nội các cậu thì cũng mời được quá sau cũng hết tại thiện ngập hết đây cũng hết tôi nghe tại con lên đây rồi qua lại tại nhà mình cũng qua này mời ba mình không để mời mời mẹ con đã không rồi mời mẹ giờ con nhắm thương hiểu nhắm thương chị của chị đâu của mẹ Yeah.
bắt tay con là bắt tay đây mời được hôm nay mời bên dưới bảy bên mời mời bên kia đi tắm hai đứa mời con bảy cảm ơn con bảy đi con mời con bảy sao mời con bảy không một mình dùng bảy được rồi một mình dùng bảy rồi dùng bảy đúng một chuyện hai đứa con đó cái lễ cái nơi rồi cô nghĩ mã rồi xong rồi bây giờ mời hai họ ra để nào xong rồi rồi mời xong rồi uống rượu rồi xả rượu là xong rồi đó đâu đó cũng xong xuôi rồi cũng báo cáo ngày bên ngày hôm bên là cái ngày cưới cũng báo cáo xong rồi bây giờ cho chị đặt tay cùng với